Rồi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải một lần nữa anh em ơi. Và ở video này chúng ta sẽ tiếp tục đó là ép một cái ngọc bội ăn ban nha anh em ơi. Ngọc bội ăn ban. Đó, anh em cùng xem công thức. Rồi. Sống mạnh rồi chuẩn bị rồi. Rồi, vô đây. Okay, lấy vài cái cho nó lượng 139 nè. Này phẩm 5 được rồi. Lấy 3 bình rồi. Nó rớt phẩm 4 rồi, chết mẹ luôn. Tiếc gì mấy bên hữu duyên. Ok rồi. Tiếc gì mấy bên hữu duyên đúng không anh? Đây auto có thể là bằng 6 là bình thường. 5 này. Rồi, tiếp tục lấy cho đủ như nè. Rồi. Lấy mấy khối khánh đỏ nè. Ok. Còn cái đây. Còn cái hả? Rồi, kích, còn kích. Ok. Khánh đỏ này còn phòng mấy rồi. Ok, phòng 4 rồi. 4 giờ chơi rồi. Xấu luôn nè. Dữ dần không? Nó xấu luôn nội á. Mấy cái đồ, mấy cái phần thân độc kiếm đâu mấy con cái ngon chứ. Còn 24, 25 không ngon chứ. 45 ngon chứ. Này biết ghép thì nhìn vô nhắm mắt cũng cũng xong nữa. Bỏ đúng vị trí giải bụp nữa. Đọc 18, ủa cái đọc 18 hơi căng nha. 18 là... Ừ, không 4 được mà đúng không? Cái gì đâu. Mình không duyên rồi. Rớt một thứ mại nữa. Giờ cái hôi này nó thấp quá. Không được 20. 5, ok, 5, 5, 6 luôn. Này 6 luôn. Mở lương tiếp 6 dòng à? À, khả năng ấy không bao nữa mà. Tí nữa phải mở xong nữa mà. Này đợi thử thằng em Alvin nó ép cái gì mình mở cần đỡ cho nó bán cho nó xài. Ok này cứ bằng 5-6 rồi đừng nằm thoát 5. Rồi xong làm anh số nữa xong rồi. Rồi, đơn giá thôi. Rồi, giờ bắt đầu làm bằng số giao dịch anh thì tin này. Ok anh em ơi, sau khi lấy số xong thì giờ bắt đầu vào việc như nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, ok nha, anh em đã giữ hình dung chưa. Rồi, vô đây. Ok anh em ơi, xong mảnh 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3, tới đến mảnh số 4. Rồi, ok anh em ơi. Thành công số mảnh rồi anh em ơi. Đó, rất là nhanh gọn, rất là gọn lẹ luôn. Ok, và chúng ta sẽ qua làm màn này. Mở. Làm màn mở.
Ngọc bội không văng bao nhiêu phần trăm đấy? Khi nhìn nào 29 về 30 không? Độ 26 rồi, 28 có rồi, 26 có rồi. Những cái này có được 30 không? Ba bình để đúng không? Sao nóng ngầu ta? Ủa, cái chữ vơ mình bị sao ạ? Cái đó phải sẽ lúc lại chữ vơ đang ngồi ngồi đồ cho vui. Sao nó mất cái điểm ngồi rồi? Mất cái điểm ngồi rồi. Đang chuẩn bị dự đoán thử bao nhiêu phần trăm này mày. Mất cái điểm ngồi rồi trời. Cái định ngồi của mình đâu? Đó, ok. Ok, vô. Mát rồi, mát rồi, mát 30 rồi, đẹp trai rồi. Mát 30 rồi, đẹp trai rồi. Thành công, thành công anh Quang, thành công anh Quang. Thành công anh Quang, điền hoàng thạch ngọc bội. Quang hàng, Quang hàng, Quang hàng, đủ bộ rồi Quang 98 rồi. Ui, nhiều rồi, nhiều rồi, nhiều rồi. Anh em thấy số mấy? Anh em thấy số mấy? Ồ, ok, 28 đẹp rồi. Rồi, ok rồi. Phương Nam này 28, đủ bộ nha anh em, thằng em đủ bộ nha. Giờ chiều 17, nhẫn 26, một bội nhẫn 28, một bội 28. Ok. Ok, đẹp ạ. Ok, quá tuyệt vời. Ôi, mà cuối cùng xong xét đăng bang cho thằng em. Tại bằng đủ bộ đi em ơi. Đúng không, đúng không, đúng không, đúng không? Đúng không, đúng không. Ok. Rồi, rồi giỏ đan nè mà. Giỏ đan hiện tại ít hôm nó chơi vậy ăn ba. Hiện tại em mua được món nào rồi không? Chưa, em có áo với mũ à. Áo với mũ. Còn có cái bao tay nhưng mà bay thổ. Thổ ấy chưa vào tay thổ ớt dữ vậy ông. Tay thổ à. À, chúng mấy cái đỡ mang tạm là ít hơn mình tưởng tất. Mai công thành, mai công thành xong rồi tất. Mai mua cái phôi mua phôi gì thủy hay gì đó. Phôi gì thủy. Dài thì có rồi. Phôi gì thủy. Đẹp. Nói chung là ăn ban thành công vậy thôi. Để xem trọn vẹn thấy ăn ban cho thằng em nha. Dài 17, nhẫn 26, nhẫn 28, bộ 28. Đồ, kích xích đồ nhìn thấy ghiêng liền đó. Rồi anh em xem video đừng quên để lại cho một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Anh em theo dõi thì đừng quên xem like của Khải vào lúc 11:50 như là tối là 19:50 hàng ngày vậy nè. Còn buổi trưa khoảng 11:15 thì Khải sẽ ép những video ngắn cho anh em xem lại. Trong những buổi livestream có những cái đoạn nào hot, đoạn nào highlight Khải sẽ ở up lại cho anh em xem nha. Rồi kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ mạnh cho nha. Rồi xem chế độ em bay hàng ngày nha. Bye bye.